Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, lượng du khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt đạt khoảng 145.500 lượt khách, tăng gần 180% so với cùng kỳ năm 2020. Do lượng khách đổ về Đà Lạt đông, ngày 30 tháng 4, quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc đã xảy ra kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài hàng chục km. Nhiều phương tiện phải mất gần 20 giờ mới đến được Đà Lạt. Trước đó, ngày 3 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi mặt trận tổ quốc, các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Theo văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu từ 19 giờ ngày 3 tháng 5 tạm dừng một số dịch vụ không thật sự cần thiết như quán bar karaoke, vũ trường trò chơi điện tử có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết như các lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng số tiền phạt hơn 400 triệu đồng. <laughs>